Halo, Kas. Halo. Halo. Because I don't have fake cam, no micro. Hi, I'm here. Hello. Hello. Yes. Okay. Hey. Hello, rồi, can rồi, nghe được rồi. Thì hôm nay sẽ không có camera. No. No face cam. Hello. Để mình nghe thử ra. Japanese, yes. Welcome. Yes, no fake cam today, sorry. Hello. Rồi, ok, nghe được rồi, test ok. Rồi hôm nay không phải. Yes, Japanese. Rồi, welcome. Maybe he is testing new spec. Hello, yeah, done challenge, yes. Here, look, emoji, new emojis. Ram Rider cycle, no, maybe no. Ooh, fail, Tornado fail. Watch your name. Ask my Facebook link below description. Link below description, bro. Khéo mù mà. Lỗi, cao lỗi.
Sugar Goblin. Yeah. Can you ask me on Facebook? Okay, okay, I will check later. What name is Stan Belinkin in Facebook? I don't know. Zablock. Huh? It's funny day. Ôi, expo nè. 10% pin trời. Để xem đép như này, gần như là đích này khó đép lắm. Expo 3.3 với lại đích này nó spam hai bên. Expo expo làm sao thủ được người ta? Expo khó thủ lắm. Rồi IC level 12 nó đẹp. Ôi, zip. Ôi, zip. Ui. Rồi zip. Ôi, zip. Sao là mốt anh chịu rồi. Nó hình như sao là mốt nó out luôn cả đấy rồi. Yes, Jack and Tico in game. Tico push yes, Tico. Nếu mà bình thường mà Jack mà yêu mà sử dụng Hot Cycle để Tico sắp mặt lờ luôn. Nhưng mà đây là mục đích. Chịu. Không, chắc là mốt vẫn đánh nhưng mà ở Amova rồi. Các bạn để ý là cái logo Nova không còn ở trên kênh của Nova Mode nữa. Bên chung kết thế giới còn không có mặt, trong khi là đánh nhiều hơn thằng Kanage. Thằng Kanage đánh đúng một trận, bãi trưởng. Ui, đặt đích bâu cao bãi trưởng. Trời đủ, làm sao có thể ăn được. Một pha mặt táo bạo đấy. Ôi. Thế mà trận này mà Jack mà chơi hot Raikou thì có khỏe không? Rồi nó đặt con ram này, ua minor minion shot luôn. Rồi. Rồi, IC đâu? Rồi ram bên kia. Zip. Tornado. Không thể đép được, đép xong là chết hết quân. Đép xong là bay hết sạch quân rồi. No quick game. Đép mà xong mà các bạn còn vẫn còn quân á thì mới là không được, chứ còn đép xong mà chết sạch này chịu thua.
sao thì đây. Ok, rồi. Đến tiếp này. Ego à. Ego, ego nè. Senpaka đi anh, Bamus, Bakuram, ok. Đợi chút, đợi chút. Rắc trên Bamus, ho. Anh trưởng. Testing deck à. Ồ, con Nightwish hồi ngồi xưa mà nó mới ra, nó còn khỏe. Nó còn mạnh hơn con nó nhiều. Đúng rồi, còn mỗi Golem dùng, hồi xưa nó phải nét những hai lần thì bắt đầu nó mới có yếu. Công của hồi xưa tháng quân đang vừa mạnh đi vừa nhanh, đẻ còn nhỏ nhanh đấy chứ. Đẻ chết lúc chết hình như đẻ còn 3-4 con nữa sao. 4 con hay 3 con ta. Bây giờ bị nó yếu là lâu quá rồi. Go Battle, ok. Next, I'm ok, next. Ừ, 4 con á. Đúng rồi, có cái trò mà Nightwish Clone buồn cười với tưởng. Nhiều pha highlight, ôi. No. No way. Đúng rồi, ba mất sau bị sờ gáy mà. Ủa, không thấy anh được cộng điểm, anh đâu đánh đâu. Anh đang xem mà. Storm kìa. Storm không biết ai push cả, không biết ai push nữa. Con Legend mới là quá OP luôn chứ chào OP. Idril Rack, no, Rack fake vừa rồi, Rack fake. À, có chơi nhưng mà chơi ít á. Mới được có 100 cúp à. Mm.
Oh, don't need your papa. Open your mouth. Open your mouth. Shut papa. Eating sugar, no papa. Ôi, lại người Liliana Nguyệt Mỹ Ly. Hello, một người động nhà mới lần đầu tiên đến kênh mình đúng không? Hồi trước con IC em không thấy. Ôi, con IC quá mạnh thì chả xài. Nó búp mạnh như thế thì chả xài. IC nguyên giáp. Hawkrider không đánh quần đánh trụ đúng rồi, nó mục tiêu của nó là building chứ không phải là chóp. Mình thấy có một người mới vừa vào kênh của mình là người mới Liliana. Hello bạn. Mấy tiếng giờ in game rồi. No, fireball, ui. Tip. Đó. Code message, just subscribe. Get right or refill. Deck này ghét vãi kinh khủng. Deck là deck siêu lầy. Rồi có đánh không? Rồi off rồi, off mấy hôm nay. Với lại bây giờ đang còn đấu, nó là đầu mùa mà. Mấy hôm trước Rồi đánh thì mình lại không xin được. Ôi, fireball. Hồ Tiên Nhi, à ok. Tí nó tìm. Ok, hộp tin đi. Ôi ôi, arrow, rocket, minions, minion horse, barbarian, ôi ôi, fireball. À quên rocket. Lầy rồi. Bách ngay là trên counter 3 mất rồi, 3 mất là Zion. Ôi, PG. Tua. Ui, rocket. Tua. Best counter. Berrier, thăm đất xoay dành. Ok, rồi đấy. Ruto với lại Zack. Cái đó là máy thế nào? Why do you eat things when you stream? Because I'm hungry. You know? Đầu mùa mấy thằng vừa rồi thấy đánh dị quá. Đúng rồi, giữa mùa thì bắt đầu mới kêu. Cuối mùa thì bắt đầu mới hình thành meta mà rõ. Ok, just this thing is a mix. Ok. You are on way. No, on way. Sometime bro. Sometime no on way. Đúng rồi, đói không thể lại không thể rời stream được, không có ai stream hộ nên mới lại là thế thôi.
mấy thằng nước ngoài nó cũng lằng hoằng lắm. Nó dạng vừa đòi hỏi này nọ, donate trả cô donate. Ngủ đi nhá. Rồi, subscribe xong. Ra là dắt chơi deck này cho vui là nếu mà không ra phút được thì đấu cháu Ibo quay lại bên ra rồi. Quay Xbow xong không quay lại Mesa, Xbow quay lại Mesa bởi vì được Tesla được boost. Tesla được boost Xbow rất nhiều đấy. Archer bắn quá nhanh nữa, vì vậy là rất nguyện đấy. Lại counter,